Một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore số 1 ở Bình Dương chiều thứ Năm ngày 18 tháng 9. Báo chí Việt Nam cho hay ngọn lửa cao tới 200 mét đã thiêu rụi một hãng xưởng của công ty Sakata của Nhật chuyên sản xuất mực in tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tờ tuổi trẻ trích lời ông Robert Ng, một đại diện của công ty Sakata nói rằng đám cháy có thể là do những thùng chứa hóa chất được tồn trữ trong kho của nhà máy gây ra. VN Express dẫn lời các công nhân tại hiện trường nói rằng họ đã nghe nhiều tiếng nổ từ kho chứa các hóa chất vào lúc 4 giờ chiều thứ năm. Ngọn lửa lan nhanh đến nỗi các công nhân không có thời giờ để phản ứng, ngoài việc tìm cách chạy thoát thân. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc cũng loan tin này, nói rằng nhà chức trách địa phương đang tìm cách khắc phục hậu quả của đám cháy, đồng thời cho biết không có ca thương vong nào được báo cáo. Sakata Ins có tổng vốn đầu tư lên tới 14,5 triệu đô la và là một công ty hoàn toàn do tiền đầu tư của Nhật Bản xây dựng. Nhà máy chiếm một diện tích rộng 4.000 m2 và đã hoạt động được 10 năm.